Với hành vi trộm cắp xe máy, đối tượng Nguyễn Quang Thật, sinh năm 1996 ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phúc Yên tạm giữ hình sự để điều tra theo quy định. Khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2022, Nguyễn Quang Thật được bạn bè rủ đi đến thành phố Phúc Yên để trộm cắp xe máy. Khi Thật và hai đối tượng khác đi đến phường Xuân Hòa, thành phố Phú Yên, phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 29Z1-23366 của anh Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1987, dựng trước cửa vẫn cắm chìa khóa ở xe đã nhanh chóng trộm xe và bỏ trốn. Ngay sau đó, anh Nguyễn Văn Xuân phát hiện bị mất xe, gọi điện báo công an thành phố và truy hô mọi người đuổi bắt. Khi bỏ chạy đến phường Phúc Thắng thành phố Phúc Yên thì Nguyễn Quang Thật đã bị công an thành phố Phú Yên phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thật đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình, đồng thời khai báo trước đó Thật và đồng bọn đã từng thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Phú Yên công an thành phố phúc yên đang tiếp tục xác minh truy tìm các đối tượng đồng phạm với nguyễn quang thật trong các vụ trộm cắp trên để điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật